Chào các bạn, trong video này iHep Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Mocha. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng chuyển tiền. Trong quá trình sử dụng chat như thế này, ví dụ là các bạn muốn chuyển tiền cho một tài khoản, một số thuê bao nào đó thì các bạn bấm tùy chọn góc trên bên phải, bấm chuyển tiền. Các bạn lưu ý, tính năng này áp dụng nội mạng. Các bạn nhập số tiền muốn chuyển, yêu cầu là bộ số của 1.000. Bấm OK. Nếu các bạn sử dụng chính SIM đó lắp vào chiếc điện thoại các bạn sử dụng Mocha ấy, thì sẽ chờ mã xác nhận trả về và sẽ được nhập vào đây luôn. Còn trường hợp các bạn sử dụng qua Wi-Fi thì sẽ có mã OTP gửi về số điện thoại, sau đó các bạn nhập vào đây. Các bạn chờ một chút ạ. Rồi như vậy các bạn bấm xác nhận là được. Thì số tiền sẽ được chuyển sang tài khoản phía bên này. Ở đây mình sẽ mở nội dung tin nhắn ra để các bạn theo dõi về tính năng chuyển tiền thì sẽ có báo luôn như thế này. Là để xác nhận chuyển số tiền 5.000 đồng, phí giao dịch 2.000 đồng cho số điện thoại ABC, vui lòng nhập mã xác thực. Thì do đây là mình đang lắp chiếc SIM vào chiếc điện thoại này nên mã xác thực đã được điền ngay vào trong ứng dụng và bấm xác nhận để chuyển rồi. Thế đây là tính năng chuyển tiền. Tiếp theo tính năng tặng nhạc chờ thì các bạn nhớ là ở video trước mình có sử dụng hai tài khoản này để cùng nghe nhạc. Các bạn thấy là đây, khi những bài hát được cùng nghe thì bên cạnh có mục tặng nhạc chờ. Các bạn kích vào đây, bấm đồng ý thì bài hát đó sẽ được tặng và cài làm nhạc chờ của thuê bao mà các bạn tặng. Thì phí sẽ trừ vào số thuê bao của các bạn, yêu cầu là số thuê bao đó phải đăng ký nhạc chờ rồi. Lumia cũng tương tự, các bạn thấy có hình hộp quà và hình lốt nhạc ở đây. Bấm vào cũng đồng ý để tặng nhạc chờ, như vậy là được ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.